hôm nay như giới thiệu cho các anh chị cô chú một cái máy khoan Makita Makin Sa Băng của Thái. Makin Sa Băng của Thái mấy đồng. Cái này là tức là nó là thương hiệu và công nghệ là của Nhật mấy anh chị, nhưng mà nó sản xuất ở Thái. Tại vì giờ nhiều người không có thích sản xuất Trung Quốc ha, nên là mình bán một con khoan Makin Sa Băng của Thái. Đó, một con khoan Makita, giờ những test cho mấy anh chị coi nè. Ok, ngon luôn ha. Còn sắc dày ha. Wow, quá ngon luôn. Ok ha, khoan gỗ luôn, quất luôn. Trời, dễ quá vậy. Con sắc. Ây da, khoan bén thiệt. Xà gồ là chuyện nhỏ luôn á anh chị. Mở ra đó. Bao ngon. Rồi bắn bắn qua gỗ luôn nè. Xà gồ vô gỗ luôn. Đơn giản. Đó. Rồi hết. Đó. Ngon lành. Đây chuyển cho chiếc khăn búa nè ha. Khoan búa cho mấy chị nội. Quá đã luôn là một quan Makita. Rồi mấy anh chị, ở đây mấy anh chị thấy là những test một con máy thấy đã vô cùng và có nguyên bộ phụ kiện như thế này nè. Đó, đầy đủ nè, thích hợp cho xài gia đình hay công trình, không mất đồ ha. Và chương trình khuyến mãi cực kỳ ấn tượng. Các anh chị sẽ xem chương trình khuyến mãi của Duyên như thế nào nha. Quý anh chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay Nhiên lại giới thiệu các anh chị một sản phẩm của Makita, là một cái bộ combo, một cái máy khoan, một bộ combo, một cái mã là M8100KX2B ha. Do cái bộ này nó có nguyên là một cái bộ phụ kiện đi kèm anh chị. Máy là sản xuất tại Thái Lan nha. Makita con này là con 16 ly anh chị thấy không? Con này nó ghi là 16 ly. Đó, sản xuất tại Thái Lan. Trước tiên các chị thấy là một cái thùng ngon lành cành đào ha, chắc chắn vô cùng. Rồi cô ra đây, mấy chị thấy là một cái bộ máy có thể nói là phù hợp nếu mà các anh chị xài công trình hay là gia đình mà mình ghét, mình không chơi với Trung Quốc sản xuất đúng không, này chơi với Bangkok, mất in Thái Lan luôn. Đây một con máy thì mấy chị thấy ở đây có catalog bảo hành là 6 tháng chính hãng của Makita ha. À, chính hãng. Rồi bên này nó có một cái kèm trước tiên nè ha. Ở bên này thì mấy anh chị thấy là nó có 2, 4, 6, 8, 10 cái đầu vít nè. Rồi mũi khoan nè, mấy anh chị thấy là mũi khoan nó có ở đây là 2, 4, 6, 8, 9 cái mũi khoan. Rồi một cây thước dây, một cây búa, búa nó xịn vô cùng nha. Nhìn cái búa này xịn nè. Đó, anh chị thấy cái búa nhìn rất đã của Makita. Đóng lên cái chữ Makita luôn mấy anh chị. Cái búa này nhìn... nhìn cái búa này, mua cái này có cái búa cũng lợi ha. Đó, nhìn rất là đẹp. Rồi, nó có những cái vít ở đây như thế này. Vít của Makita luôn, hàng xịn luôn. Có những cái đầu tiếp từ 8 tới 13 luôn. Và cái đầu nối nữa. Đó, nó có đầy đủ phụ kiện như thế này. Mũi khoan cờ, mũi khoan sắt. Cái kèm của nó cũng rất là ấn tượng ha. Nói chung là cái bộ này của Makita đáng mua anh chị. Và một cái mức giá khuyến mãi nữa. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về con máy này. Đây, anh chị thấy một con khoan Makita M8100 710W điện 220 3.4A tần số là 50 xuất ha. Tốc độ của nó là từ 0 cho tới 3.200 vòng, tức là nó điều chỉnh được ở cò. Rồi tốc độ búa của nó tới 48.000 vòng trên phút, là một tốc độ rất là lớn. Con này là thương hiệu công nghệ của Nhật nhưng đang lắp ráp tại Thái Lan, anh chị thấy rõ ràng không? Con này đầu kẹp thì nó kẹp tới 13mm nhưng mà khoan khả năng khoan gỗ của nó tới 30 mấy mm lận anh chị. Còn khi khoan tường á là nó khoan 16 mm. Đó thì khả năng khoan của nó thì anh chị biết 710W mà nó sản xuất tại Thái Lan là thấy ngon rồi. Rồi nó chạy cho mấy anh chị nghe nó chạy như thế nào nha. Xem hồi nãy mấy anh chị thấy như test là mấy anh chị biết rồi. À, mấy anh chị để ý đi. Những con khoan của Makita á, mấy anh chị chạy từ từ, mấy anh chị lăn nè, lăn nhẹ thì mấy anh chị kiểu gì không bao giờ nghe nó im được tuyệt đối đâu. Đây là cái điều đặc biệt ở những con khoan này.
có nhiều anh chị mua những con này mà đôi khi mình kỹ quá, chạy lên như thế này, nếu như mà nó kêu á mấy anh chị, nếu mà anh chị chạy lên cô mà nó kêu, tức là cái đó là nhông nó kêu. Còn khi các anh chị lăn từ từ thì giống như là nó khởi động, mà nó phải có rè rè nhẹ 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 nhẹ, đó là cái bánh nhông nó là chắc chắn phải có thôi đó. Tại bánh nhông gân của nó không phải quá nhuyễn, ví dụ con bóp năm 50 gân nó nhuyễn, con này gân nó to thì hai con nó khác nhau. Gân to thì nó có độ bền của gân to, gân nhuyễn thì nó êm nhưng mà nó sẽ không bền bằng đó. Thì các anh chị thấy là con này nó chạy như vậy, nên là có nhiều người là thấy con máy về tới cái kêu nó rè rè nhẹ cái con này bị lỗi rồi, tôi không nhận. Đây là những mặt hàng chính hãng của mặt người ta, và hiện tại đang có một cái mức giá khuyến mãi cực kỳ tốt mấy anh chị. Cái con này á là giá của nó đang rất là cao, có bộ đồ nghề luôn 1.700.000 đấy, nhưng hôm nay cái giá này nó sẽ được khuyến mãi rất là tốt, nó chỉ còn lại 1.580.000 thôi. 1.580.000 cho nguyên một cái bộ combo này thì nó thích hợp cho những anh chị mình sử dụng công trình nè, gia đình nè đó, mình có một cái bộ đồ nghề rồi, mình có một cái thùng để mình bảo quản, mình cất giữ. Thì đặc biệt là những anh chị cô chú mà sử dụng gia đình đó, bỏ mũi tùm lum nó thất lạc đó, thì mình mua cái bộ này rất là phù hợp. Còn ở công trình đó thì mấy anh chị có khả năng thì mấy anh chị cứ mua thôi, tại vì cái bộ hàng xịn thì thông thường chỉ sợ nó mất thôi chứ không sợ nó hư, thấy không đó. Thì cái mấy anh chị thấy là một cái máy của chúng ta khi các anh chị cầm á thì nó có cao su nó viền hết rồi, để Makita nó làm thì các anh chị khỏi phải lo rồi, cao su nó viền hết, nó có cái nút khóa chạy luôn nữa đó. Anh chị thấy đảo chiều nó thiết kế nè đó. Cái này thì các anh chị biết là cái con này nó giống y như con mà HB1630, không khác biệt gì cả. Bê tông thì nó, anh chị thấy là nó quang rất mạnh. Đây thật chạy đó, đây chạy ra, anh chị thấy là bố nè, cực kỳ mạnh, anh chị thấy chưa đó, đó bằng sắt đó, chạy tốc độ chậm dài chạy luôn đó, đó, đó. Anh chị thấy cái khóa của nó làm, cái khóa của Makita nó làm rất là xịn sò nha, cái thép của nó làm rất là chắc chắn. Dây nguồn thì nó tầm khoảng 2m mấy anh chị, 1m8, 2m, 2m đó, dây nguồn nó tầm 2m. Và đặc biệt cái đuôi chuột, cái đuôi cao su của Makita nó làm nhưng cũng chưa thấy nó hư, nó rất ít hư, trừ khi nào mà nó lão quá lắm rồi nó mới hư được cái đuôi này. Thì mấy anh chị thấy những cái thiết kế của nó, từ con vít, từ con hốc, những cái hàng xịn như thế này đôi khi như cũng phải nhất thiết phải tháo ra cho anh chị xem, để nó là hàng xịn chính hãng, sản xuất tại Thái Lan, made in Bangkok nữa. Nên là anh chị yên tâm, với 1.580.000 nếu các anh chị có nhu cầu về sản phẩm này, để được sở hữu sản phẩm này với cái giá khuyến mãi, anh chị liên hệ. Tại vì thích là thích, nó có nguyên một cái bộ đồ nghề, nguyên cái thùng bảo quản, cất giữ đâu cũng được. Mình đi công trình mình xách theo nó cũng gọn mấy anh chị đó. Nên là nếu có nhu cầu các anh chị liên hệ máy xây dựng Diên qua những số hotline bên trên, và có những ý kiến như thế nào các anh chị comment bên dưới giúp Diên. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ Diên xin chào, hẹn gặp lại các anh chị cô chú vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị cô chú nha.